Thưa các đồng chí và các bạn, mới đây, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành hướng dẫn việc tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông vào đào tạo đại học cao đẳng hệ quân sự tại các học viện trường trong quân đội năm 2022. Nội dung này hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đồng giả khán giả báo quân đội nhân dân điện tử. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số hướng dẫn về đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đào tạo đại học cao đẳng quân sự. Đối tượng xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm thí sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 8 quy chế tuyển sinh, cụ thể như sau: Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cử tham gia. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm B và điểm C khoản 4 điều 8 quy chế tuyển sinh cụ thể như sau. Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của chính phủ và thí sinh hai huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo. Học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú theo quy định của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Về học lực, thí sinh cần đạt các tiêu chuẩn sau. Kết quả học tập 3 năm, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn học. Theo tổ hợp, thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng phải đạt khá trở lên. Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 hoặc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2017 đến năm 2021. Điểm thi các bài thi, môn thi, xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 6,5 điểm trở lên theo thang điểm 10. Về hạnh kiểm rèn luyện, xếp loại hạnh kiểm rèn luyện các năm học trung học phổ thông hoặc tương đương của thí sinh phải đạt khá trở lên. Những thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm B và điểm C khoản 4 điều 8 quy chế tuyển sinh phải học bổ sung kiến thức một năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do giám đốc, hiệu trưởng các trường quy định. Về đối tượng ưu tiên xét tuyển, các trường quân đội thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 8 quy chế tuyển sinh gồm: Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 8 quy chế tuyển sinh nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành theo nguyện vọng. Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được ưu tiên xét tuyển theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải, thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển. Đối tượng xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông vào đào tạo đại học cao đẳng quân sự tại các học viện, trường trong quân đội, cụ thể như sau. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt học lực giỏi hạnh kiểm tốt năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và tham gia kỳ thi học sinh giỏi bậc trung học phổ thông cấp tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, đạt giải nhất nhì 3, thuộc một trong các môn theo tổ hợp xét tuyển của trường của trường dự tuyển hoặc tổ hợp 3 môn theo tổ xét tuyển của trường dự tuyển. Thí sinh đoạt giải nhất nhì ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp trung học phổ thông. Chỉ bảo lưu đến năm thí sinh học xong lớp 12 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Những năm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn giá trị xét tuyển. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và có kết quả điểm ngoại ngữ IEL 5.0 IELTS 4 IBT 50 điểm trở lên, chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và đạt chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nga TRKI 2 trở lên, chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm xét tuyển. Đăng ký xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Nga tại Học viện Khoa học Quân sự. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt năm học lớp 10, lớp 11 vào học kỳ 1 lớp 12 và đạt chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung Quốc hsk 4 trở lên, chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm xét tuyển, đăng ký xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Học viện Khoa học Quân sự. Thí sinh đăng ký xét tuyển nếu có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đáp ứng tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định, giám đốc hiệu trưởng các trường xem xét báo cáo ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng quyết định nhận vào học. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.